Xin chào, tôi là tiến sĩ Châu Trang, trưởng ban khoa học và chủ tịch điều hành bộ phận phát triển sản phẩm. Hôm nay, tôi sẽ trình bày cho các bạn một chút thông tin về dòng điện Galvanic và những hiệu quả đáng chú ý mà chúng mang lại cho làn da. Nhưng trước tiên, hãy nhìn lại một chút về lịch sử. Dòng điện Galvanic được sử dụng ngày hôm nay trong ngành công nghiệp thẩm mỹ được đặt theo tên của một nhà khoa học người Ý, Luigi Galvani. Năm 1791, ông đã khám phá ra rằng cơ thể chúng ta có thể dẫn điện được. Và từ đó, các spa, cơ sở thẩm mỹ viện chuyên nghiệp đã sử dụng dòng điện Galvanic với cường độ nhỏ vào trong các phương pháp chăm sóc da nhằm làm mới và tiếp thêm sức sống cho làn da, và họ đã làm điều đó hàng thập kỷ. Bởi vì việc massage với dòng điện Galvanic tác động đến năng lượng của tế bào, đẩy mạnh tuần hoàn máu, giúp thanh lọc làn da và làm làn da tươi sáng hơn. Điều đó nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nó đơn giản chỉ là massage da mặt mà thôi. Thực tế, chúng phức tạp hơn một chút. Hãy để tôi giải thích thêm cho các bạn. Phương pháp chăm sóc da với dòng điện Galvanic dựa trên nguyên lý vật lý cơ bản. Những thành phần mang điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau, trong khi trái dấu sẽ hút nhau. Chúng tương tự như hai đầu của nam châm. Ageless Galvanic Spa Facial Gels là gel có công thức đặc biệt, có chứa những thành phần mang điện tích. Chúng có thể mang điện tích dương hoặc mang điện tích âm. Và thiết bị Galvanic Spa to Ageless được cài đặt với những chương trình phát ra dòng điện mang điện tích dương hoặc âm tương ứng. Chúng sẽ đầy những thành phần mang điện tích cùng dấu trong gel massage, kéo theo những thành phần dưỡng chất đi vào da. Về cơ bản, các thành phần mang điện tích âm có trong gel tiền chăm sóc sẽ tạo liên kết với chất bẩn, làm mềm và thư giãn lỗ chân lông, hòa tan dầu thừa. Sau đó, gel chăm sóc Ageless với thành phần mang điện tích dương sẽ giúp loại bỏ các tạp chất đã liên kết với gel tiền chăm sóc trước đó. Điều đó tạo điều kiện giúp thư giãn, phục hồi, tiếp thêm sinh lực cho làn da. Thực tế, thử nghiệm nghiêm ngặt về việc sử dụng sản phẩm cho thấy chăm sóc da với Galvanic giúp nâng cao hiệu quả của tinh chất Ageless Future Serum và Ageless Me Serum lên đến 80% chỉ trong một tuần. Cấp ẩm cho da cũng rất quan trọng. Bạn có thể nâng cao quy trình chống lão hóa với sản phẩm mới, mặt nạ cấp ẩm tức thì Ageless Galvanic Spa Power Mask. Chúng tôi rất hào hứng chia sẻ với các bạn những thông tin vừa rồi và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.